cuộc sống em dạo này ổn không? À, anh và cô ấy chỉ mới quen nhau 3 tuần thôi, kể từ hôm mà chúng ta ly thân. Chúng ta bây giờ đã là người dân. Điều duy nhất để chúng ta gặp nhau là bé Vin. Cũng đúng. Anh yên tâm, Vin đã quen với chị Thắm rồi. Anh nhìn xem con nó đâu có khóc đâu. Thôi, đến lúc anh phải đi rồi. Có gì tháng sau anh đến đây, anh đón cô Vin. Mấy giờ rồi trời? Đi về là tiếng đồng hồ mà chưa về nữa. Nhỏ nó khóc hoài. Dương ơi! Dương ơi Dương! Dương ơi Dương! Nạn nhân tử vong do một vết đâm chí mạng ngay ngực trái. Thời gian tử vong từ khoảng 17 giờ trước. Hung khí gây án là một con dao Thái Lan được tìm thấy tại hiện trường. Và trên cán dao không có dấu vân tay. Điều này cho thấy hung thủ đã lên kế hoạch chuẩn bị từ trước. Đồng chí không tìm thấy manh mối nào về việc nạn nhân kháng cự hay sao? Dạ không thưa anh. Nhưng trên bàn tay của nạn nhân thì tôi có thấy một mẫu tóc dài khoảng 10cm, nhưng hiện tại khẳng định không phải là của nạn nhân. Những tình tiết này có thể đưa đến suy đoán nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ, dẫn đến việc không thể phản kháng. Chào cô. Chào cậu. Anh Toàn có ở nhà không? Tôi muốn gặp anh ấy để hỏi thêm vài điều. Tôi đây. Anh có gì cần hỏi? Thôi chú ở đây nói chuyện với nó đi. Tôi vào trong có công việc chút. Cảm ơn cô. Mời anh ngồi. Tôi biết anh đến đây tìm tôi có chuyện gì. Anh cứ hỏi, chuyện gì biết tôi sẽ nói. Anh và chị Dương chủ động trao con như thế nào? Tôi với Dương á, từ lúc mà ly thân nửa năm nay thì cứ mỗi tháng một lần tôi với Dương là hẹn nhau để đón cô Vin. Vậy sau khi trao con cho chị Dương thì anh đã đi đâu và làm gì? Anh đang nghi ngờ tôi là giết Dương. Mà cũng đúng. Tại vì tôi là người tiếp xúc trực tiếp với Dương trước khi cô ấy chết mà. Nhưng mà anh có thể đi hỏi chị Thắm. Tại vì từ lúc tôi đến á, tôi rời đi, chị Thắm đều chứng kiến. Việc này chúng tôi đã làm rõ. Tôi chỉ muốn hỏi để xem độ thành thật của anh tới đâu. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sau khi tôi rời đi á, thì tôi đến điểm hẹn với bạn gái mới quen. Vậy khi anh và chị Dương còn sống chung với nhau, có xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng không? Ban đầu á, tôi với Dương là không có xảy ra vấn đề gì hết. Nhưng mà từ lúc á, tôi phải chịu án 2 năm tù vì cái tội lái xe say xỉn, tông chết người. Từ đó về sau, lúc mà tôi mãn hạn tù trở về thì tôi với Dương xảy ra rất là nhiều mâu thuẫn. Anh đi ra đây. Cậu làm gì vậy? Buông ra coi. Nè, từ ngày trở về tới giờ tôi thấy anh càng ngày càng quá đáng rồi đó. Quá đáng hả? Quá đáng là quá đáng làm sao hả? Tôi á là tôi đi nhậu để giải sầu chứ quá đáng gì. Sầu hả? Anh thì có cái gì để sầu? Tôi sầu chuyện gì á, làm sao cô biết được mà cô nói hả?
Anh đừng có lúc nào anh cũng chỉ nghĩ cho anh thôi. Anh có nghĩ cho tôi không? Mẹ chồng thì lúc nào cũng chì chiết, chồng thì lúc nào cũng say xỉn hết, làm sao mà tôi chịu nổi? Cô chịu không nổi vậy cô làm sao hả? Cô muốn gì hả? Nè, nhà này á phải có tôn ti trật tự, có trên có dưới nghe chưa? Không phải muốn leo lên đầu ai là leo. Trời ơi, chồng mình đã như vậy á thì mình phải an ủi, phải động viên nó chứ, sao lại chì chiết nó hoài vậy? Nhắm mà không ở với nhau được á thì thôi bỏ đi. Đó đó, cô nghe kỹ chưa? Cô nghe kỹ những lời mẹ tôi nói chưa? Kể từ ngày hôm nay á, đường cô đi, đường tôi á, tôi đi. Ok. Khi đó tôi vừa mới dỗ cô Binh ngủ trên xe xong á, thì tôi chạy lại cái chỗ mà Dương hay hẹn với chồng cũ của mình á. Tôi mới phát hiện ra là Dương đã gục chết tại chỗ dưới đất rồi. Chị nói là nạn nhân có hẹn với chồng cũ sao? Chị có thể nói rõ hơn không? Dương và chồng á, ly thân cũng đã được nửa năm rồi. Cô Binh là con trai hai người mới chia ra thay phiên nhau chăm sóc. Hôm đó là ngày Dương đón cô Binh về. Về việc phân chia giữa con á thì như thế nào vậy chị? Thì Dương và chồng á, luôn phiên á, chia ra mỗi người giữ một tháng cho đến khi chính thức ly dị. Vậy những lần giao con á thì đều diễn ra tại nơi đó hả chị? Dạ đúng rồi. Mọi lần á, gặp nhau giao con đều ở chỗ đó. Gần đó thì có một cái nhà hàng. Sau khi mà giao cô Binh xong á, thì chúng tôi hay ghé vào đó ăn tối rồi mới về nhà sau. Cái hôm mà chăm sóc đứa trẻ thì chị có thấy ai lạ mặt xuất hiện quanh đó không? Đây là đoạn camera mà tôi thu thập được tại một nhà hàng cách hiện trường khoảng 500m. Dựa theo đặc điểm nhận dạng mà chị Thắm cung cấp thì rất trùng khớp với người đàn ông xuất hiện trong đoạn camera này. Rất tiếc là chúng ta không thể nhìn rõ mặt người này. Hơn nữa, chị Thắm cũng không miêu tả được người này vì ở quá xa. Tình tiết này kết hợp với mẫu tóc thu được trên tay của nạn nhân, rất có thể kẻ giết Dương là nam giới. Tôi thấy đây có khả năng là vụ giết người vì thù hằn cá nhân, vì toàn bộ tài sản trên người của nạn nhân đều không bị mất mát. Kẻ này sau khi sát hại Dương xong lại ngang nhiên để hung khí lại mà không hề phi tang, chứng tỏ hắn rất tự tin và không hề sợ mình sẽ bị phát hiện. Theo như suy luận này, đây là một tên giết người chuyên nghiệp. Hắn được ai đó thuê để giết người. Và tôi nghĩ toàn là người có động cơ nhất. Chị coi nha. Tôi không thấy quen người này, nhìn lạ lắm. Chị cố nhớ lại xem. Cũng có thể là người này mặc trang phục khác và từng xuất hiện ở khu vực này từ vài ngày trước thì phải. Không thấy. Có không chị? À anh ơi. Sao vậy chị? Anh xem nè. Người lạ mặt xuất hiện trong đoạn clip này có hành động vén tóc bất thường. Hành động này như một thói quen. Theo như lời kể của người phụ nữ bán tạp hóa, người phụ nữ xuất hiện chụp hình trong khu vực xảy ra án mạng cũng có thói quen vén tóc này. Không lý nào lại trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy. Đồng chí nghĩ xem, kẻ sát hại nạn nhân Dương chắc chắn phải là người quen thân. Vì hiện trường hoàn toàn không có dấu hiệu giằng co. Hơn hết, người này còn biết rõ địa điểm mà Toàn và Dương hẹn nhau giao con. Tôi nghe.
tóc giả. Đúng, tôi cũng xem rất kỹ đoạn clip camera anh gửi. Tôi đoán có đến 90% dáng đi đó là của nữ giới. Hơn nữa đó còn là phụ nữ lớn tuổi. Sao? Anh muốn nói điều gì? Sao người... người này dán đi giống như là... Đó là cải trang, nữ giả thành nam. Cho nên anh không nhận ra. Điều anh nói á, không phải là sự thật chứ. Tôi rất tiếc. Ừ, vài ngày nữa là tôi đón cô Bin về rồi đó. Cậu lại tới đây nữa hả? Sao tôi nghe là cậu hẹn thằng Toàn lên gặp cậu rồi mà. Bà Nguyễn Thị Loan, chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để buộc tội bà chính là người đã ra tay sát hại chị Hoàng Thùy Dương. Cậu nói cái gì vậy? Rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ có xét nghiệm mẫu tóc giả này và mẫu tóc mà chúng tôi thu được trên tay của chị Dương là một. Hai ngày trước khi xảy ra án mạng, bà đã đến hiện trường để tìm đường di chuyển thích hợp nhằm tránh lộ tung tích. Nhưng rất tiếc, đã có người nhìn thấy bà trong thời gian đó. Tóc tai và quần áo có thể giả, nhưng dốc dáng và thói quen dán tóc qua tai của bà chính là điểm yếu trong kế hoạch tẩu thoát. Lý do gì bà lại sát hại chị Dương? Vì tôi không muốn mất cháu của tôi mà. Nè. Mẹ. Cô không có được đi đâu hết á. Cháu tôi là phải ở với tôi. Mẹ ơi, con phải nói bao nhiêu lần nữa mẹ mới hiểu. Quyền nuôi con là thuộc về con. Nhưng mà nó là cháu của tôi, là cháu đích tôn của cái dòng họ này, thì nó phải ở cái nhà này. Nó không có được đi đâu hết, cô biết chưa? Đó là cháu của mẹ, nhưng nó cũng là con của con mà. Con của con đứt ruột đẻ ra. Với lại anh cũng có thể đi thêm bước nữa. Mẹ lại có thêm cháu mà, sao mẹ cố chấp vậy? Cô cũng thừa biết mà. Bây giờ á, ai mà chịu thương cái thằng mà vào tù ra tội như nó chứ. Thôi đủ rồi. Trong thời gian chúng ta ly thân, anh và em á sẽ thay phiên nhau giữ cô Bin. Mỗi tháng đổi một lần. Đằng nào thì con cũng sẽ sống với em. Em không có muốn dây dưa. Nè cô, cô thiệt là quá đáng á. Dương, xem như là anh xin em lần này. Dù gì mẹ cũng lớn tuổi rồi. Với lại mẹ đã chăm sóc cô Bin từ lúc mới sinh ra cho tới giờ. Em cũng phải cho mẹ thời gian thích nghi chứ. Em làm mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy á, sao mẹ chịu nổi? Còn cái nón của cô Bin nữa. Còn cái nón đó. Thôi em đi đây. Nè cái nón của
Bà làm gì ở đây? Sao bà lại ăn mặc như thế này? Trả cháo lại cho tôi. Mẹ, con phải nói bao nhiêu lần nữa mẹ mới hiểu. Không bao giờ có chuyện con đưa bé Bin cho mẹ đâu.